Nói đến trải nghiệm của khách hàng thì có hai xu hướng, một là tối giản hóa mọi thứ, simplicity, hai là đối ngược với nó, cá thể hóa và siêu cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, hyper personalization. Đây là xu hướng phổ biến hiện nay và được coi là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, có một case study, một ví dụ khá điển hình và được biết đến gần đây là một hãng bảo hiểm hàng đầu của châu Âu theo đuổi xu hướng tối giản hóa, trong khi đó các hãng còn lại thì đều theo đuổi xu hướng siêu cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, hyper personalization. Khoan nói đến xu hướng nào thắng thế, nhưng hyper personalization được chấp nhận phổ biến hiện nay, và ngay cả việc đạt được đến sự tối giản cũng không hề đơn giản chút nào. Như vậy, về mặt bản chất, hai xu hướng này là hai mặt của hyper personalization. Nó phản ánh đặc tính bản chất của thế hệ khách hàng mới hiện nay, vừa đòi hỏi những trải nghiệm dịch vụ phong phú và tối đa nhất có thể, vừa theo đuổi triết lý sống tối giản, low key. Giải pháp one size fits all phù hợp tất cả mọi người không còn đáp ứng. Hyper personalization bao gồm nhiều cấp độ. Thứ nhất là customization, cá thể hóa. Thứ hai là trải nghiệm liền mạch, seamless. Thứ ba là đo đạc hành vi và đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo thời gian thực. Và tiếp đến là dự báo được nhu cầu của từng cá nhân. Để đạt được hyper personalization, chúng ta cần bố trí các point. Chúng ta thường nghe đến các touch point, điểm chạm. Thì bên cạnh touch point còn có các point khác như là decision point, điểm ra quyết định của khách hàng, hay convert point, action point, impact point, và hơn hết là các data point để đo đạc, giúp cho việc đo được và cung cấp các trải nghiệm của khách hàng một cách liền mạch và liên tục. Khác với việc trước đây chỉ có một thời điểm trong hành trình của khách hàng như là điền form khảo sát thì chúng ta đo đạc được các nhu cầu và hành vi của khách hàng. Hyper personalization cần DEM, Digital Experience Management, quản trị trải nghiệm số, cũng như là CDP, Customer Data Platform, nền tảng dữ liệu khách hàng. Hyper personalization hay siêu cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng đạt được là nhờ các công nghệ siêu hội tụ và hệ sinh thái các sản phẩm trên cloud, cũng như hiệu năng siêu co giãn của công nghệ cloud hiện nay.